Hi, xin chào bạn, quay trở lại kênh channel mình và mình là Thắng nè. Yes. Thì các bạn ơi, sáng nay Thắng có đi siêu thị ý. Thì như không hiểu sao thì đi vào cửa siêu thị xong thì bây giờ người ta khóa cửa không cho Thắng về. Rất là buồn luôn, thì không hiểu tại sao mà lại không cho mình về nhá. Thì bây giờ mình và các bạn của mình sẽ phải trốn thoát ra khỏi cái siêu thị này. Cái siêu thị này bây giờ đang đổ hết rồi này. Ôi, các bạn thấy chưa, ở đây là toàn những người quái vật thôi. Cái thằng này lại cầm cái gì xiên xiên này. Ôi, kinh khủng quá. Thôi Thắng phải trốn ra khỏi cái siêu thị này thôi. Wow, đây là một cái gian hàng sữa này. Rất là nhiều sữa bị đổ ra nhá. Wow, sữa này là sữa độc ấy, các bạn chỉ cần chạm vào là sẽ chết thôi. Ui, ở đằng trước có một bạn đầu hộp kìa. Wow, ở trong này có những cái chai gì đây. Ui, ui, chết luôn kìa. Wow, các bạn kia nhảy ngu quá. thằng qua được rồi, đi cánh cửa này thôi. Wow. Wow, ở trong này là sô-cô-la thì phải, thằng nghĩ là sô-cô-la đúng rồi. Nhưng mà nó đã bị tẩm độc hết rồi. Wow, đây là những cái chai gì đây? Thằng nghĩ đây là những cái chai mà như kiểu là nước rửa. Ui, chết luôn này. Ui, cái chai này chết. Nhảy lên, chạm vào phát chết luôn. Kinh thật. Wow, thì bây giờ chúng ta phải nhảy lên tường. Đó. Sau bắt đầu chúng ta nhảy xuống cái chai này. Wow, ok chưa? Mấy cái bạn thanh toán kìa, không mở cửa cho mình về, lại còn bắt mình ấy. Ui, siêu thị gì có cả dung nhan này. Wow, có một bạn tóc đỏ kìa. Bạn tóc đỏ đang đi đằng sau. Chúng ta nhảy qua đường này. Ui, tại sao cái siêu thị này mà lại trốn không cho trốn mà lại không cho mình về nhỉ? Chả hiểu kiểu gì luôn ấy. Wow. Ui, hình như đây là. Ui, đây là cái quạt nó thổi mình ấy. Đấy. Có rất là nhiều bạn nhá, có rất nhiều bạn đã chạy lên gần ra đằng ngoài rồi. Bây giờ đến lượt Thắng. Không hiểu tại sao nhá, sao thì lại chết được ta? Có hiểu thế. Đây là cái quạt nó là cái quạt ấy. Nó đẩy chúng ta bị ngã đấy. Đó. Chúng ta phải đi cẩn thận nhá, nhảy lên này, nhảy lên bực này. Nhảy vào trong hầm. Đó, nhảy vào trong hầm. Ok. Trong cái hầm chui này thì rất là nhiều bạn đã trốn thoát được ra rồi. Bây giờ thằng bị trốn này à. Oh my god. Hình như đây trong một cái nhà kho này các bạn ơi. Nhà kho ở siêu thị ấy. Úi trời. Úi ông. Nhảy kiểu gì ra, đang nhảy thì lại ngã. Đó, các bạn thấy chưa? Ui trời ơi. Wow, nó nhảy trong này nó cứ xoáy này các bạn ạ. Ui khó không? Nhảy xoáy đây mà chúng ta không để ý là chúng ta lại bị ngã xuống dưới đấy. Đấy. Trời ơi, hình như là cái bàn phím của Thắng nó kiểu gì ấy. Thắng chưa muốn nhảy mà nó đã nhảy rồi. Mà trong khi đó nha, chúng ta phải hết sức bình tĩnh thì mới qua được. Đó. Đó. Ô bực mình ghê ra. Ta bực cái chỗ này rồi nha. Ta bực cái chỗ này rồi nha. Cái game này nha, cái game đẻo đấy nha. Oh my. Ô các bạn ơi, như Thắng bị ngáo rồi. Ôi bực mình quá. Sao mãi không qua được cái chỗ này ta? Đó. Ok, đã qua được rồi. Vâng, một lúc kiên nhẫn thì Thắng đã thoát ra khỏi được cái căn phòng như kiểu là nhà kho rồi. Còn bây giờ sẽ là căn phòng tiếp theo. Trời ơi, căn phòng tiếp theo này là cái gì đấy ta? Đây, hình như chúng ta phải đi vào nhà hoa quả này à. Ui hoa quả bắn lên tường này à. Ui, sao đi có quả chuối bắn lên tường này ta? Vô lý thật đấy. Wow, đây là cái gì đây? Ta nghĩ là sẽ chạm vào những cái này sẽ là chúng ta sẽ bị tử vong luôn. Nên chúng ta phải đi từ từ. Một quả cà chua này, quả ớt này ấy. Quả ớt chuông này, quả cà chua này đấy. Wow, đây là phòng chơi game. Đúng rồi, phòng chơi game này. Lên cầu thang này, cầu thang máy à. Ở chỗ kia có một bạn nhỏ tóc tím.
màu xanh này, màu đỏ này, màu này nè. Bạn nhỏ ơi lên thôi. Wow, một chiếc thang máy luôn nè. Có cả khoai tây chiên nhá. Khoai tây chiên này, bánh hamburger này. Thắng rất thích ăn bánh hamburger các bạn ơi. Có bạn nào thích ăn bánh giống Thắng không? Wow. Ui chết luôn, trời ơi. Nguy hiểm quá trời à. Cái miếng bánh này nhá, trông ngon như này thôi, nhưng mà chúng ta nhảy vào chúng ta sẽ bị chết luôn đó. Nè. Đó, mở cửa vào. Ui, đây là một cái phòng gì đây? Như là một cái bãi rác thì phải. Thật là kinh khủng. Như là đây là phòng thay quần áo này. Đó. Wow. Chết luôn. Chết luôn các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ nhảy vào cái cúc này. Sau bắt đầu nhảy qua cái quần này. Một chiếc áo. Đó. Trông đơn giản như này nhưng mà khó khăn đấy. Có một bạn đầu không có gì luôn. Không có mặt, không có mũi, không có mồm. Ui. Ui. Một căn phòng. Một căn phòng gì đây? Thằng chưa hình dung ra được nhưng mà chết mất rồi. Trời ơi, cái căn phòng này nguy hiểm quá này. Chúng ta phải nhảy qua những cái mà trông nó rất là nguy hiểm ấy. À đây, ở Thắng nhìn thấy một hai cây son này, một cây son màu xanh, một cây son màu đỏ. Ở đây có một chiếc kéo, chúng ta sẽ đi qua chiếc kéo này. Đúng rồi. Và một cây son màu vàng, màu xanh này. Màu gì đây? Ở màu xanh nam, màu đỏ. Ui dồi ôi. Nhanh lên nào hai bạn nhỏ kia. Ui trời ơi, hai bạn nhỏ kìa. Một bạn nhỏ đã bị ngã xuống chết. Thôi Thắng sẽ đi trước đây. Ok. Các bạn thấy chưa? Thắng đang là người đứng đầu này, 17 điểm này. Ui phóng laser. Ui tí laser này. Phóng tí laser này có vẻ là khó đây. Chúng ta phải nhảy từ từ nhá. Ấy, thấy chưa? Chỉ cần chạm vào phát là chúng ta sẽ đi đời. Không kịp nói một lời luôn. Nhưng mà không xa rằng. Qua được luôn nè. Hình như là nó lag khi phải. Nuôi Thắng cái phòng cái laser đầu tiên ấy, Thắng có qua được đâu. Có một chiếc xe này các bạn ơi. Đó. Thì chúng ta sẽ phải đi xuống cầu thang. Đúng rồi. Trời ơi, đây là một cái nhà bóng này. Nhà bóng này mà lại có cả những cái bẫy. Wow, đây là đúng là nhà bóng thật các bạn ạ. Chúng ta không nên đi qua vào những cái này. Oh my god. Nhảy qua này ạ. Wow, đi qua cái nhà bóng này phê vãi trưởng luôn. Nhưng mà nói là nhiều chướng ngại vật lắm. Trèo. Ok. Nào chơi câu chuyện nào. Phê lòi mắt luôn. Ok đấy. Nhảy qua các quả bóng này màu đỏ này, màu xanh, màu vàng và màu xanh. Ok. Wow, đây là một cái gian hàng những cái con búp bê này. Thắng nghĩ là những cái con búp bê này chúng ta cần chạm vào sẽ là chết luôn. Nhưng mà không chạm đâu. Wow, sao lại màu trắng thế này? Wow, nhưng mà gần ra được rồi. Các bạn ơi, gần ra được rồi các bạn ơi. Yeah. Thắng nghĩ là gần ra được rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy qua cái laser này. Áo. Chết luôn. What the fuck. Không sao. Nhảy lại. Wow. Yeah. Sắp qua được rồi nè. Nhảy nè. Úi trời ơi. Trời. Nhảy qua đây thôi. Wow. Cái đường kiểu gì đây? Ui, tốc độ ăn thở. Wow.